Và đây là cái sản phẩm chân ghế sofa. Sản phẩm này được gia công trên vật liệu inox không rỉ, thích hợp và lắp đặt các cái chân ghế hoặc chân bàn sofa đều có thể rất là đẹp và sang trọng. Thì sản phẩm này được gia công bề mặt rất là sạch sẽ, inox bánh xước. Phía trên cái chân này thì có cái nắp chụp này dùng để bật trên cái chân ghế và vặn vào đây. Phía dưới có nút nhựa dùng để chống ma sát khi đặt cái sản phẩm ghế xuống nền. Thì cái sản phẩm này khi lắp đặt trên các cái ghế sofa chúng ta sẽ làm cho ghế và khi nào sofa trở nên đẹp hơn. Kích thước sản phẩm này bao gồm rất là nhiều kích thước, thì các anh chị có thể tham khảo kích thước trên cái thông tin kỹ thuật đi kèm. Thì cái sản phẩm trên tay mình thì có chung kích thước, đó là đường kính của cái chân ghế là khoảng 50mm, chiều cao của sản phẩm trên tay mình đó là 60mm, và còn rất nhiều sản phẩm khác nữa.